các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất tác động tâm thần nếu người ta không đề cập chi tiểu một tí, bao gồm các mã từ S10 đến S19 là các chất tác động tâm thần, thì trong đó có chất ma túy và các chất khác, ví dụ như mã S10 là rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu, mã S11 là rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất có dạng thuốc phiện, mã S12 là rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cần sa, mã S13 rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các thuốc an dị và thuốc an thần kinh, thuốc ngủ, mã S14 rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocaine, mã S15 rối loạn tâm thần hành vi do sử dụng các chất kích thích bao gồm caffeine, S16 cái rối loạn tâm thần bây giờ sử dụng các chất gây ảo giác, S17 cái rối loạn tâm thần bây giờ sử dụng thuốc lá, S18 cái rối loạn tâm thần bây giờ sử dụng các dung môi bay hơi, ví dụ như keo chó này, các loại keo, S19 cái rối loạn tâm thần bây giờ sử dụng nhiều loại ma túy để sử dụng các chất tác động tâm thần. Vì cái mã 19 thì có đề cập tới chỉ chất ma túy, chứ còn còn lại là các cái mã khác người ta không nói tới chắc là đây là chỉ nói tới các chất tác động tâm thần thôi, mà thấy là chất tác động tâm thần thì chất mà thấy là gì, là những chất kinh nghiệm nếu sử dụng lặp lại nhiều lần sẽ dẫn đến tình trạng lệ thuộc vào chất đó do tác động của chất tác động về thần kinh trung ương. Ma túy là gì? Theo từ Hán Việt, ma là cho tê liệt, túy là cho say sưa, tê liệt và say sưa. Nhưng ma túy là tình trạng lệ thuộc về mặt tâm thần, mặt thể chất, cả hai. Nó bao gồm cả mặt tinh thần và thể chất. Khi một người sử dụng lặp lại theo chu kỳ hoặc sử dụng kéo dài liên tục một thứ ma túy, tình trạng này bắt buộc người dùng phải luôn luôn dùng ma túy là để có được cái hiệu ứng về mặt tinh thần, thoát khỏi sự khó chịu vật vã do chất ma túy gây này. Thì gọi là tí. Ở đây mình nói về các chất dạng thuốc phiện, nhóm các chất dạng thuốc phiện. Các chất dạng thuốc phiện là nhóm ma túy thuộc là nhóm opioid. Opioid bao gồm thuốc phiện, morphine, codeine, heroin, dolutegravir, methadone, bút phê, bút phim, clam, những cái chất dạng thuốc phiện có nguồn gốc từ cái cây thuốc phiện hoặc là tổng hợp hoặc là bón tổng hợp. Về tiêu chuẩn chẩn đoán nghiện ma túy theo phẩm phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 cần phải có nhắc 3 trong 6 triệu chứng sau đây để mình chẩn đoán cái hậu quả nghiện. Thứ nhất là thầy muốn mãnh liệt dùng chất ma túy, đó là lệ thuộc về mặt tâm thần. Hai là mất khả năng kiểm soát việc dùng ma túy. Thứ ba là ngừng sử dụng chất ma túy sẽ xuất hiện hội chứng cai, là thuộc về thể chất. Tư là liều sử dụng chất ma túy ngày càng tăng, tăng trạng thái dung nạp ngày ngày càng tăng, nghĩa là liều ngày càng tăng chứ không thể dừng lại, không đau có thể dừng. Cho nên có những bệnh nhân vô cai nghiện, mục đích là để không phải là để cai mà để giải để từ bỏ mà cai để giảm ngưỡng sức do bệnh nhân dùng một ngày. Nếu tính theo cái kiểu mà của các đối tượng mà dùng ma túy thì gọi là test. Alo, thì cái những đối tượng nó dùng rất là nhiều, dùng rất là nhiều cái chất ma túy, ngày tính 10 15 test như vậy để đi vô một cái ca là để lần mình giảm cái trạng thái dung nạp này, mình giảm cái lượng liều lượng dùng để sử dụng trở lại, chứ không phải mục đích là để cai là cắt hẳn. Hoặc là nhân luôn tìm cách tìm cho được bằng cách ma túy, bằng chắc một tí đi dùng sao nhãng nhiệm vụ và các thú vui khác, sở thích khác. Ồ, cái cây bonsai đang mất hết ở. Thứ sáu là biết tác hại nạn nhân và vẫn sử dụng chất ma túy.
bỏ ra ngoài để mắt ra. Vậy là để chẩn đoán nghiện thì mình chỉ cần 3 trong 6 cái triệu chứng này là được rồi. Và về hậu chứng cai thì Bộ Y tế đã quy định phải có 3 trên 12 triệu chứng sau đây là đủ tiêu chuẩn chẩn đoán hậu chứng cai. Và quan trọng nhất thì mình sẽ nhớ luôn luôn nhớ rằng với lâm sàng thì hậu chứng cai là chỉ điểm của hậu chứng nghiện, khi có hậu chứng cai thì là xác định là hậu chứng nghiện, còn khi không có hậu chứng cai thì chưa chắc. Vì sao? Vì những cái thầy muốn là chỉ là cái muốn chủ quan mà thôi, không ai nói được à. Còn cái hậu chứng cai là khi mình dừng chất ma túy mà xuất hiện hậu chứng cai, nghĩa là đó là người nó được lệ thuộc thực sự rồi. Cái này có nghĩa là có cai thì có nghiện, có nghiện thì phải đi cai, có cai là có nghiện phải đi cai. Như vậy có cái hậu chứng cai là xác định đối tượng nó nghiện, và chỉ cần 3 trong 12 triệu chứng sau đây thì gọi là nghiện, là có hậu chứng cai. Thứ nhất là thèm chất ma túy, nhân luôn cảm giác thèm khát chất ma túy, muốn luôn luôn muốn sử dụng. Hai là khi không có chất ma túy thì sẽ gây nên triệu chứng buồn nôn hay là nôn nôn mửa. Thứ ba là đau cơ, đau mỏi các cơ, và đau mỏi các cơ này đối với cái nhóm mà sử dụng ma túy thì em thường gọi là đau đau như dò bò trong xương, mỏi cơ và đau như dò bò trong xương. Thứ tư là chảy nước mắt nước mũi, thứ năm là nổi da gà, nổi sẩn ra da gà, da lên nổi sẩn ra lên da lên ớn lạnh nổi sẩn da gà. Thứ sáu là toát mồ hôi, thứ bảy là tiêu chảy, tám là giảm đồng tử, thứ chín là ngất, thứ 10 là ngay ngay sốc, thứ 11 là mất ngủ, thứ 12 là cảm giác đau như dò bò trong xương. Cảm giác đau như dò bò trong xương kết hợp với đau cơ mỏi cơ. Cho nên cái triệu chứng cơ bản nhất từ ngày thứ tư đến ba thứ tư mình đau nhiều bằng xương. Nếu bệnh nhân nào mà vô với triệu chứng loạn thần nhưng sau đó cứ khai là đau nhiều bằng xương, chắc chắn bệnh nhân nhớ vừa dùng chất gây ảo giác cỏ mỹ nha, và kết hợp theo dùng thêm cái chất ma túy gốc opiate. Hậu chứng cai xuất hiện ở người nghiện khi không dùng chất thuốc phiện từ 6 đến 8 giờ, 6 đến 8 giờ dừng chất thuốc phiện từ 6 đến 8 giờ để sẽ xuất hiện hậu chứng cai, mà biểu hiện sớm là như là ngớp, thèm thuốc, muốn sử dụng trở lại, chảy nước mắt nước mũi, giảm đồng tử, nổi da gà, mất ngủ, co thắt cơ, lo lắng, cao độ, đêm ngủ không yên. Từ 6 đến 8 giờ là xuất hiện cái triệu chứng đó. Từ 18 đến 24 giờ thì có thể sốc nhẹ, mạch huyết áp và nhịp thở tăng, có thể nâu hoặc buồn nôn. Triệu chứng nâu buồn nôn chỉ xuất hiện từ 18 đến 24 giờ, kèm theo có thể sốc nhẹ, mạch huyết áp tăng. Từ 24 giờ đến 48 giờ thì có thể tiêu chảy, nâu, mất nước và cảm giác gì cảm ở da. Và từ 48 đến 72 giờ, nghĩa trong vòng 2 ngày đến đến bên này thì là đỉnh điểm hội chứng cai, sau đó có triệu chứng giảm dần. Đang cái đỉnh điểm hội chứng cai thường thường người ta sẽ mô tả xuất hiện triệu chứng đau như dò bò trong xương. Dạ thầy ơi, Vâng. từ nãy giờ hình như slide không có chạy với thầy. Không chạy hả? Dạ Đang dừng không ạ. ở slide thứ mấy à? Thấy slide chưa? Em đã thấy slide chưa? Alo. Dạ thấy slide số 4 rồi thầy. Số 5. Dạ. Có Dạ. rồi không? Rồi, cũng đang chạy nhưng mà đây chế độ ghi đang chạy. Nói lại tiêu chuẩn chẩn đoán nghiện ma túy. Theo bản phân loại quốc tế lần thứ 10 thì còn phải có ít nhất 3 trong 6 triệu chứng sau. Thứ nhất là thèm muốn mãnh liệt dùng chất ma túy này, đó là lệ thuộc về mặt thèm muốn, là nó là về ý thức, cho nên thì lệ thuộc về mặt tâm thần, luôn luôn muốn có để sử dụng đó. Hai là mất khả năng kiểm soát vì dùng chất ma túy, không có khả năng kiểm soát, nghĩa là tăng liều lượng lên,
khi dùng đó. Không thể ngừng được. Ngừng sử dụng chất tế sẽ xuất hiện hội chứng cai. Khi xuất hiện hội chứng cai là lại thuộc về mặt thể chất, sẽ có triệu chứng cơ thể đây. Ngừng chất ma túy sử dụng hội chứng cai. Tư là liều lượng sử dụng chất ma túy ngày càng tăng, đó là trạng thái dung nạp này ngày càng tăng. Năm là luôn tìm cách cho bằng được chất ma túy, sao nhãng nhiệm vụ có thú vui thích thú khác mà hàng ngày. Thứ sáu là biết tác hại nặng nề nhưng vẫn tiếp tục sử dụng chất ma túy, và chỉ cần 3 điểm trong trong cái sáu cái tiêu chí này, tiêu chuẩn triệu chứng này là mình sẽ chẩn đoán là nghiện ma túy. Nhưng mà cái quan trọng nhất đối với lâm sàng mình á, là khi ngừng chất ma túy mình xuất hiện hội chứng cai, vì tất cả những cái kia là mình có thể khó biết được, người ta có thể giấu được, nhưng mà hội chứng cai á thì không thể giấu, khi lệ thuộc về thể chất thì không thể giấu được. Cho nên cái cơ bản nhất là người ta nói hậu chứng cai là chỉ điểm của hậu chứng nghiện, có hậu chứng cai thì sẽ kết luận bệnh nhân nó nghiện. Về hậu chứng cai thì theo quy định là phải có 3 trong 10 triệu chứng sau đây. Nếu bệnh nhân có 3 trong 10 triệu chứng sau đây, chỉ cần 3 trong 12 triệu chứng sau đây nhé, có 3 trong 12 triệu chứng thì sẽ chẩn đoán là hậu chứng cai. Nhất là thèm chất ma túy, thứ hai là buồn nôn hay nôn, thứ ba là đau các cơ, tư là chảy nước mắt nước mũi, năm là nổi da gà, sáu là toát mồ hôi, thứ bảy là tiêu chảy, tám là giảm đồng tử, chín là ngáp, thứ mười là ngay ngay sốt, 11 là mất ngủ, 12 là cảm giác đau như dò bò trong xương. Đó là 12 triệu chứng của hậu chứng cai, và chỉ cần 3 trong 12 triệu chứng cai, vì nó tùy theo diễn tiến theo thời gian, tùy theo bệnh nhân đến mình sớm hay muộn thì triệu chứng nó xuất hiện nhiều ít. Mà nếu đủ 12 triệu chứng đó, thì ngày thứ tư là nó sẽ đủ hết 12 triệu chứng. Ngày thứ tư là sẽ đủ hết 12 triệu chứng. Còn nếu vô sớm hơn thì sẽ chưa có đủ đủ 12 triệu chứng. Hội chứng cai xuất hiện với người nghiện không có dùng chất dạng thuốc phiện từ 6 đến 8 giờ. Sớm nhất khi không dùng thuốc phiện, chất dạng thuốc phiện từ 6 đến 8 giờ sẽ có triệu chứng như là ngất, thèm thuốc, chảy nước mắt, nước mũi, giảm đồng tử, nổi da gà, mất ngủ, co thắt cơ, đau mỏi cơ, lo lắng cao độ, ngủ không yên. Đó là những triệu sớm, triệu chứng sớm nhất trong vòng 6 đến 8 giờ sau khi ngừng cái chất ma túy dạng thuốc phiện. Từ 18 đến 24 giờ thì có thể có sốt nhẹ, mạch và huyết áp, nhịp thở tăng, có thể nôn hoặc là buồn buồn nôn, là từ 18 đến 24 giờ. Còn từ 28, 24 đến 48 giờ thì có thể có tiêu chảy, nôn, mất nước, gì cả. Và từ 48, 72 giờ là đỉnh điểm của hội chứng cai, gồm đầy đủ cả 12 triệu chứng. Sau đó các triệu chứng giảm dần và mất đi trong vòng 7 đến 10 ngày. Nhưng một số chức năng, rối loạn chức năng nhẹ có thể kéo dài trong nhiều nhiều tháng, nghĩa là khoảng từ 7 đến 10 ngày người ta gọi là điều trị. Nếu mà vô cai thì người ta gọi là điều trị cắt cơn giải độc, cắt cơn giải độc. Cho nên theo quy định của Bộ Y tế theo thông tư 18 để và nghị định 116 thì để chẩn đoán và điều trị cai nghiện các cơn giải độc thì chỉ cần trong vòng 7 đến 10 ngày. Nhưng mà thực tế đó là các cái triệu chứng cái cơn cai, cái triệu chứng về thể chất, còn cái lệ thuộc về mặt tinh thần nó còn kéo dài trong nhiều tháng vì cái ham muốn bệnh nhân. Cho nên nếu mà các cơn giải độc mà không có liệu pháp củng cố thì bệnh nhân sẽ tái nghiện lại là gì chắc chắn, cũng chỉ giảm về mặt triệu chứng cơ thể. Nhưng cho nên thực tế hiện nay nhiều bệnh nhân nghiện heroin, nghiện chất ma túy dạng phiện vô cai để giảm ngưỡng, giảm cái dung nạp á, để giảm bớt liều. Ví dụ như ngày theo cái đối tượng nó dùng tính bằng bi bằng test ngày 10 đến 15 test, thay vì nó vô cai thì nó giảm lại những lúc lượng đào thì sẽ dùng rất là ít xuống nha. Thứ hai, ngồi cái hậu chứng xác định nghiện và xác định cái hậu chứng cai thì mình phải biết cái nguyên nhân cái ngộ độc chất dạng thuốc phiện. Nguyên nhân ngộ độc do người nghiện sử dụng các chất dạng thuốc phiện kéo dài và quá liều. Để chẩn đoán ngộ độc các chất dạng thuốc phiện thì phải có tiền sử bệnh nhân sử dụng chất ma túy dạng thuốc phiện, có thể có thay đổi về hành vi tâm thần,
có biểu hiện hưng cảm trầm cảm và có tâm thần khác. Biến về mặt lâm sàng, cái biểu hiện có đồng tử co, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt, cảm thấy bị nhiễm độc, lơ mơ và ngủ gật, đi lộn trộn, nói líu lưỡi, hạ huyết áp, mạch chậm, nhịp thở chậm, nông, sùi bọt mép, có thể gái to và hôn mê. Và các triệu chứng này không phải là do bạn cơ thể hoặc ngộ độc các chất thuốc khác gây đây. Và xét nghiệm cận lâm sàng thì có chất dẫn thuốc phiện dương tính trong nước tiểu. Nguyên tắc xử lý ngộ độc là nguyên tắc là phải làm thông thoáng đường thở, cấp đầy đủ oxy, hô hấp hỗ trợ bằng mọi hình thức, sử dụng thuốc naloxone là một thuốc đối kháng với resistor, với thuốc phiện để tranh chấp resistor, có thể kích hoạt thêm dịch truyền sau khi cấp cứu sang cần theo dõi tình trạng tụt huyết áp, rối loạn thân nhiệt. Đó, các bản đồ phân biệt hội chứng cai và hội chứng dấu hiệu ngộ độc thuốc phiện. Khi có hội chứng cai thì biểu hiện chung là sẽ có mất ngủ, còn bên ngộ độc thuốc phiện là lơ mơ ngủ gà. Bên hội chứng cai thì có thèm muốn sử dụng, thì bên cảm thấy ngộ độc thì cảm thấy mình bị nhiễm độc. Bên hội chứng cai có biểu hiện nổi da gà, ớn lạnh thì bên ngộ độc sẽ biểu hiện hôn mê. Về mắt, dấu hiệu về mắt thì bên hội chứng cai thì giãn đồng tử, bên ngộ độc thì co đồng tử, bên hội chứng cai thì chảy nước mắt, thì bên ngộ độc sẽ hoa mắt chóng mặt. Thì triệu chứng ở mũi miệng, bệnh nhân có bên ngộ chứng cai thì ngọt mũi, hắt hơi, thì bên ngộ độc sẽ sùi mép, có buồn nôn thì giống nhau, hai bên đều có buồn nôn và nôn. Mà bên hội chứng cai ngốc thì bên ngộ độc xuất hiện ngủ và ngáy to. Vì hậu chứng cai huyết áp mạch mà mạch huyết áp mạch nhanh, huyết áp tăng, co cứng cơ bụng, bên ngộ độc thì sẽ có mạch chậm, huyết áp hạ, thở nông và chậm. Bên hậu chứng cai về triệu chứng chi có đau nhức và đau như trục rút như dò bò trong xương, bên ngộ độc xuất hiện thì dám đi lộn chọn. Về nguyên tắc xử lý ngộ độc, tôi thấy phải để cái đối tượng này thoáng bóp tiến hành cấp cứu, sau đó nên đưa đối tượng vào khoa hồi sức cấp cứu càng sớm càng tốt, cho thở oxy, theo dõi qua monitor bóp bấm, tim tĩnh mạch chậm, naloxone 4,4 mg nhân một ống một lần, có thể tiêm 2 lần sau 5 phút, tiêm lại từ 4 đến 5 lần. Có thể truyền tĩnh mạch bằng cách hòa 20 g naloxone 5 ống trong 500 mg natri cloruro, có thể tiêm naloxone trực tiếp hoặc tiêm dưới da, tiêm bắp. Thì cái này, tất cả những cái thuốc này sẽ có ở đơn vị hồi sức chống độc và sẽ xử trí cấp cứu, khoa cấp cứu hoặc là đơn vị hồi sức chống độc. Hôm nay là có cái bản theo dõi sao cho cái sao gì đó, gửi cái bài này cho các em đọc cho biết nhé. Cái chỗ cái bài đọc thuốc cái xử lý hội chứng cai và xác định tình trạng nghiện hội chứng cai và cái phân biệt cái hội chứng ngộ độc, em là có ý kiến gì không? Nói chung là triệu chứng hội chứng cai thì nó em chẩn đoán hội chứng nghiện á là sẽ có sáu sáu tiêu chí, sáu nhóm triệu chứng trong hội chứng nghiện thì có sáu nhóm triệu chứng, mà chỉ cần ba trong sáu nhóm là mình chẩn đoán. Mà lưu ý về là lâm sàng là mình khi ngừng chất ma túy sử dụng hội chứng cai, nghĩa là có cai nghiện, quen người ta nói là hội chứng cai là chỉ điểm hội chứng nghiện, còn không có hội chứng cai thì cần phải theo dõi rõ xem lại. Ví dụ như một bệnh nhân nó nghiện ma túy lúc nào không biết, nhưng mà trước khi vô á thường thường hay dùng một liều ăn huệ trước khi đi cai, cho nên rõ ràng khi bệnh nhân nó dùng một liều rồi á, thì sẽ không có hội chứng cai. Khi nó đang ma túy không đang đang trong cơ thể, nếu mình có test mình thử thì biết chắc chắn là nó dương tính, còn nếu không có test thì bệnh nhân nó là anh không có triệu chứng cai là cũng chịu thôi. Nhưng mà dừng lại từ 6 đến 8 giờ bắt đầu xuất hiện triệu cai và không thể giấu được. Khi xuất hiện hội chứng cai thì bệnh nhân sẽ không giấu được,
những cái triệu chứng khác thì có thể giáo, nhưng riêng triệu chứng cơ thể chúng ta thì không giáo được, cho nên mình lưu ý cái điểm đó. Cho nên giống như một bệnh nhân mà khi mình bệnh nhân khai là dùng cái chỉ khai là dùng cỏ Mỹ à, khai dùng cỏ Mỹ, mà cỏ Mỹ thì trong cái test nó không thể hiện ra, không hiển thị ra, chủ yếu bị hiện cái rối loạn tâm thần vì hắn làm chất gây ảo giác, tổng có cái chất gây ảo giác của nó. Cho nên cỏ Mỹ thì xét vô giống như cần sa, nhưng mà tổng có chất gây ảo giác, cho nên người ta gọi là cần sa tổng hợp, cần sa tổng hợp vì hắn dạng cỏ thì giống như cần sa, nhưng mà là tổng cấp chất gây ảo giác thì đây là cần sa tổng hợp. Hoặc là mình đưa vô cái mã là rối loạn tâm thần vì do sử dụng các chất gây ảo giác, chủ yếu bệnh nhân rối loạn tâm thần gây ảo giác không tưởng và ảo giác xuất hiện, cho nên mình gọi vô cái mã đó. Nhưng mà nếu bệnh nhân một hai ba ngày sau bệnh nhân có triệu chứng đau dồn vào trong xương thì chắc chắn bệnh nhân đó có dùng cả cái thuốc viện, dùng cái chất dạng thuốc viện nữa, chứ không riêng về cỏ nữa. Do dùng có chất dạng thuốc phiện, cái mã của nó là F11. Giờ mình nói đến cái rối loạn tâm thần hành vi do sử dụng chất gây ảo giác là hay là gọi là ma túy tổng hợp, thì đây là cái sử dụng nguồn gốc ma túy tổng hợp là amphetamine. Còn lại bây giờ là có tình trạng là dùng cỏ Mỹ, nhưng mà cỏ Mỹ á, như bác vừa nói, cỏ Mỹ là một loại thuốc, một loại chất mà giống như xét, nếu xét vô trong thường cỏ thì xét vô dạng như cần sa, nhưng mà cần sa thì nó lại không gây nên hoang tưởng ai à, cần sa thì nó không gây nên cái triệu chứng hoang tưởng và ảo giác, nhưng mà vì dùng cỏ nó tẩm có chất gây ảo giác vào trong đó để nó bó, cho nên nó gây ra hoang tưởng ảo giác, cho nên người ta mới gọi là thêm có từ mới là cái cần sa tổng hợp. Nhưng mà trên cái tiêu chuẩn chẩn đoán ICD-10 thì không có cái cần sa tổng hợp, cho nên khi mà gặp đối tượng có hoang tưởng ảo giác mà kha cái dùng cỏ Mỹ thì mình phải chẩn đoán qua cái mã là rối loạn tâm thần vì do sử dụng chất gây ảo giác. Còn cái chất gì gây nên ảo giác thì mình không biết được, nếu có test nó test ra nó thử nó định danh cái chất đó là chất gì á, nó kêu tên chất gì thì mình nói cái chất đó, mình không chỉ dùng một mã chung là rối loạn tâm thần vì do chất gây ảo giác thôi, vì khi dùng chất nó vô là sẽ xuất hiện hoang tưởng và ảo giác nha. Thấy cái bài chia sẻ rối loạn tâm thần bây giờ sử dụng chất gây ảo giác chưa? Alo. Dạ thấy rồi thầy. Thì cái chất tâm thần, rối loạn tâm thần vì các chất gây ảo giác là chất nguồn gốc amphetamine, người ta gọi tắt là chất dạng ATX, là amphetamine tetrastimolan. Amphetamine là chất bón tổng hợp, được coi là chất giống giao cảm, gây kích thích, gây hưng phấn, gây hưng thần, có thể dùng để chữa bệnh, vì người ta trước đây người ta dùng cái amphetamine để chữa bệnh suy nhược, rối loạn suy nhược thần kinh, suy nhược do học tập làm việc nhiều quá căng thẳng mệt mỏi, người ta dùng cái chất amphetamine để gây hưng thần, để gây hưng phấn. Các chế phẩm của amphetamine chính phổ biến hiện nay là gồm có dextro amphetamine, methamphetamine và methylphenidate. Thì hiện tại hai cái chất mà người ta xét vô nhóm ma túy là dextroamphetamine và methamphetamine. Còn cái chất methylphenidate là một chất dùng làm dược phẩm để điều trị trong cái bệnh lý rối loạn tăng động ở trai, rối loạn tăng động giảm chú ý, người ta sử dụng methylphenidate. Hiện nay vẫn đang có cái dạng viên là Concerta của hãng Janssen Cilat để điều trị chứng tăng động ở trai, hoặc là chứng chứng ngủ rũ. Chứng ngủ rũ là ngồi đau ngủ đó ở người lớn, người ta sử dụng cái methylphenidate, cho nên mặc dù chắc ma túy nhưng mà được đưa vô sử dụng để điều trị bệnh, giống như morphine là chắc ma túy nhưng mà được đưa vô để sử dụng để điều trị bệnh. Đang có chứng đau nhức trắng thường và đau do ung thư, người ta dùng morphine. Như vậy khi khi mà cái chất mà đưa vô thành dược phẩm á,
đưa vô lần để chữa bệnh thì ta xét vô nhóm dược phẩm, nhưng mà xét vô nhóm thuốc đập bảng A gan nghiệm nha, xài thuốc kê đơn và thông thật. Còn có chấp nhận amphetamine là những chất tổng hợp có cấu trúc gần giống với chấp nhận methamphetamine là chất tổng hợp có cấu trúc gần giống với amphetamine, ví dụ như chất MDMA hay gọi là ecstasy hay là Adam là chấp nhận hay test gây cảm giác say đắm, chất N etin bo bóng methylene dioxide amphetamine NDAI hay là Eva, chất 5-methoxy ba bốn methylene dioxy amphetamine là MMDI, chất 5-dimethoxy bốn methyl amphetamine gọi là chất đô, anh này là những chất methamphetamine đang lưu hành. Và hiện nay người ta phát hiện ra còn có khoảng 15 chất nguồn gốc amphetamine gây ảo giác chứ không phải là một chất, nhưng mà nó ở trong phương diện của các cái phòng trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm đó, người ta công bố như vậy. Nguyên nhân của rối loạn tâm thần và hành vi do với chất amphetamine là methamphetamine là do cơ địa nhạy cảm với chất ATX. Thứ hai là cơ địa nhạy cảm, khi mà người cơ địa nhạy cảm thì dùng một liều thấp nó cũng bị rối loạn loạn thần rồi. Thứ hai là do dùng liều quá cao. Thứ ba là do dùng thường xuyên và kéo dài. Về chẩn đoán lâm sàng, thứ nhất chẩn đoán xác định về mặt lâm sàng thì có triệu chứng tinh thần. Có triệu chứng thường gặp nhất là bệnh nhân có khó cảm và cảm giác nhiều năng lượng, bị hưng phấn quá mức, nhân luôn luôn cảm thấy khó khói và cảm giác nhiều năng lượng, hưng phấn quá mức nên người ta mới dùng luôn là như vậy. Và các triệu chứng khác thường gặp như là lo âu, bồn chồn, ảo giác, thể có ảo thanh, ảo thị, kèm theo bệnh nhân có hành vi công kích, gây hấn, tấn công người khác, hành vi có tính định hình lặp lại. Nhân có thể hiện ý tưởng mình theo dõi bị hại hoặc là quan tưởng bị hại, ban đầu hình thành là một ý tưởng bị hại truy hại, nhưng sau đó có thể hình thành lên cái hoang tưởng. Về mặt biểu hiện cơ thể sẽ có hai biểu hiện, nhất là biểu hiện cường giáo cảm thì sẽ có biểu hiện là tăng nhịp tim, tăng huyết áp, đau ngực, tăng thân nhiệt, vã mồ hôi, vã ớn lạnh, giảm đồng tử, đó là biểu hiện cường giáo cảm. Lưu ý cho biểu hiện cường giao cảm là liên quan đến tim mạch nhiều, có tăng tăng nhịp tim, tăng huyết áp, đau ngực, tăng thân nhiệt, vã mồ hôi, ớn lạnh, giảm đồng tử. Và hội chứng serotonin thì biểu hiện bằng buồn nôn. Alo. Vâng. Nhưng mà đơn giản bài này khiến nó điện lại đơn giản tiếng rồi khoảng 15 phút nữa kết thúc. Hội chứng serotonin thì có buồn nôn, tăng dương lực cơ, tăng phản xạ gân xương, giật cơ, co giật, ảo giác và rối loạn ý thức, bị đánh sẵn và hôn mê. Lưu ý trong cái hội chứng cái rối loạn tâm thần và hành vi do cái hội chứng do cái mấy phim mình sẽ có hai cái hội chứng cường giao cảm và hội chứng serotonin. Ba xe thì chúng xe là các triệu chứng đây xuất hiện cấp diễn có liên quan trực tiếp cấp nhanh sau khi sử dụng ATS vài phút đến 3 giờ, là triệu chứng xuất hiện sau khi mình sử dụng cái chất đó từ vài phút đến 3 giờ. Do các triệu chứng tâm thần bệnh nhân thường gây rối nơi công cộng, ở các câu lạc bộ, trong gia đình, đây chính là lý do quan trọng để bệnh nhân sử dụng ATS, bệnh viện ATS được đưa đến bệnh viện để chẩn đoán và điều trị. Về cận lâm sàng thì có xét nghiệm đặc hiệu của amphetamine và các chất cắt được phát hiện trong nước tiểu, sẽ xét nghiệm tiểu sẽ phát hiện được cái thông qua các test. Phát hiện nhiều loại tế khi hiển thị bởi cái vật của cái chất nào thì mình xác định chất đó. Ngoài ra trong điều trị quá trình tiếp nhận điều trị bệnh nhân thì mình thực hiện các cái các xét nghiệm cần thiết khác như công thức máu, đường máu, renin, test nhanh HIV, điện tim,
Vì trong cái rối loạn chất amphetamine có thể gây rối loạn dẫn truyền ở tim, cho nên cần phải có điện tim để mình xác định trước là bệnh nhân có cái biểu hiện rối loạn dẫn truyền do cái chất đó hay không. Chứ còn để phân biệt sau này khi mình còn dùng thuốc hàng kinh thì nếu mà bệnh nhân mà có rối loạn dẫn truyền thì việc lựa chọn hàng kinh nó sẽ khác. Lưu ý điểm là phải có điện tim đồ, vì bản thân cái chất mấy amphetamine sẽ gây rối loạn dẫn truyền ở điện tim ở một số bệnh nhân. Vậy thì chẩn chẩn đoán rối loạn tâm thần vì do sử dụng ATS thì có thứ nhất là phải có tiêu chuẩn A là có tiền sử là sử dụng, khai nhận ghi nhận rằng là có sử dụng ATS, là có thay đổi về tâm lý hành vi không thích hợp rõ ràng trên lâm sàng như là khó cảm, hung cảm quá mức, giảm cảm giác, có cảm giác nhiều năng lượng, mất ngủ, lao, bồn chồn, căng thẳng và giận dữ, có thể có ảo giác, ảo thanh hoặc ảo thị, có ý tưởng hoang tưởng bị hại, bị theo dõi, bị truy hại, có hành vi công kích gây hấn tấn công người khác, giảm khả năng xét đoán, giảm khả năng lao động xã hội. Đó là những triệu chứng của để có tiêu chuẩn để chẩn đoán gây ATS. Và bệnh nhân phải có hai hoặc nhiều hơn các triệu chứng sau. Thứ nhất là hội chứng cường vô cảm thì có tăng nhịp tim, tăng huyết áp, đau ngực, tăng thân nhiệt, giảm đồng tử, vã mồ hôi, ớn lạnh. Đối với hội chứng serotonin thì sẽ có buồn nôn, nôn, giật cơ, co giật, tăng phản xạ cân xương, tăng trương lực cơ, ảo giác, rối loạn ý thức, sảng, lú lẫn và hôn mê. Ngoài ra có triệu chứng cơ thể khác như sút do ăn uống kém, sút cân do ăn uống kém, có kích động tinh thần vận động do hoang tưởng ảo giác chi phối và ức chế tinh thần vận động. Triệu chứng D là các triệu chứng này xuất hiện cấp diễn có liên quan trực tiếp hoặc rất nhanh sau khi dùng ATS và thuốc đến 3 giờ. Và các triệu chứng này là không do bệnh cơ thể nào gây ra, không ghép bằng rối loạn tâm thần nào khác. Cái này là không do một bệnh phải loại các bệnh khác trước khi chẩn đoán. Đấy, nhưng mà nếu mà test nó dương tính thì dễ rồi, dễ dàng. Chẩn đoán phân biệt thì nếu mà trường hợp test âm tính thì cần phải phân biệt với có rối loạn tâm thần khác, tâm thần mãn liệt, tâm thần cấp. Nếu có co giật thì phân biệt với kinh trong cái hội chứng serotonin. Về điều trị, nguyên tắc điều trị, việc điều trị cảm thấy những gặp cấp do ATS chưa có điều trị đặc hiệu cũng cần tuân thủ các công tác để đảm bảo hô hấp tuần hoàn, tăng thải trừ bằng cái dung dịch gluco, bù nước điện giải, cân bằng toan, điều trị các triệu chứng có triệu chứng gì thì mình sẽ điều trị theo chuyện đấy. Trường hợp nếu bệnh nhân có bị lơ mơ, rối loạn ý thức, lơ mơ, hôn mê thì mình chuyển đến chuyên khoa chống độc để điều trị tích cực, sau đó là sẽ điều trị bằng tư vấn tâm lý để chống tái nghiện. Để điều trị cụ thể đó, kiểm soát thân nhiệt, hạ nhiệt bằng các biện pháp vật lý như truyền bóp, không nên sử dụng các thuốc hạ sốt trong trường hợp tăng thân nhiệt do ATS vì có thể gây tụt thân nhiệt một cách đột ngột. Truyền viên gơ lát tát tăng đào thải, nếu bệnh nhân bị lo lắng căng thẳng thì mình sẽ sử dụng thuốc bình thần giải lao diazepam 5 đến 10 mg lần uống hoặc tiêm bắp, có thể sử dụng trong hai lần trong ngày. Bệnh nhân kích động có hoang tưởng ảo giác thì mình sẽ tiêm thuốc chống hoang tưởng ảo giác bằng thuốc ăn kinh haloperidol 5 đến 10 mg lần, có thể sử dụng 5 2 lần cái ngày. Về tiên lượng biến chứng tiên gần là tốt, khi bệnh nhân đáp ứng tốt thì tiên huyết áp ổn định, các động thái an toàn và bây giờ lại thường. Tiên lượng xa xá thì bệnh nhân có triệu chứng cơ thể không thuyên giảm, đặc biệt các rối loạn tim mạch, rối loạn dẫn truyền, đặc biệt những gặp nặng thì cần chuyển đến chuyên khoa hồi sức chống độc cực để điều trị. Đó là bài về chất ma túy tổng hợp ATX nguồn gốc amphetamine. Thì sẽ có hai dạng, nếu mà bệnh nhân nhiễm độc cấp thì thường là điều trị ở đơn vị đâu hồi sức đa khoa, còn bệnh nhân vô viện tâm thần là chủ yếu là với rối loạn tâm thần hành vi, nhưng thường có hoang tưởng, có ảo giác, có kích động tâm thần động, cho nên triệu chứng của mình là sẽ điều trị các rối loạn tâm thần là chính. Qua bài này các em có ý kiến gì không? Hello, em Dạ, dạ không thầy. Phản hồi dòng coi gửi qua cho thầy cái địa chỉ mail để chuyển hết mấy cái bài nó qua cho lớp nha, chứ giảng đồ lớp nói thì không biết đường. Có một cái mail của lớp không? Dạ có, giờ tụi em gửi qua cho thầy qua số điện thoại cho Rồi, thầy hay sao ạ? gửi qua số điện thoại đi. Dạ Không, thầy cho em xin số của thầy với ạ. 0978.
0978 688 670. Dạ, tụi em cảm ơn thầy ạ. Để tí nữa em gửi mail qua cho thầy. Qua đó thì gửi bài này. À, rồi Dạ. chúng ta kết thúc ở đây nha.